Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Tuyên Quang giảm nghèo bền vững số tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Mở đầu chuyên mục là những thông tin đáng chú ý sau hơn một năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Tiếp đó là phóng sự phát huy hiệu quả công trình hạ tầng nông thôn. Phần cuối chuyên mục là phóng sự Tuyên Quang chú trọng đầu tư phát triển giáo dục nghề nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tuyên Quang đã phân bổ gần 504 tỷ 180 triệu đồng để thực hiện các tiểu dự án của chương trình. Trong đó, vốn đầu tư gần 287 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 217 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Tính đến tháng 9 năm 2023 đã giải ngân đạt 25%, chủ yếu là trong đó vốn ngân sách trung ương. Tiến độ triển khai thực hiện chương trình còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp do việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai chưa cụ thể. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh đang phối hợp triển khai thực hiện các chương trình dự án, chính sách giảm nghèo trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân, nhất là bà con vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư 6 tỷ 225 triệu đồng để triển khai dự án nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến tháng 9, đã thực hiện giải ngân được gần 2 tỷ 880 triệu đồng. Từ nguồn vốn được giải ngân đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền tập huấn, tổ chức đối thoại với hộ nghèo và treo băng rôn pano áp phích tại khu vực trung tâm huyện, xã. Các huyện đã tổ chức 11 cuộc tham quan học tập kinh nghiệm về công tác giảm nghèo, trong đó huyện Lâm Bình tổ chức 4 cuộc, huyện Na Hang tổ chức được 2 cuộc, Chiêm Hóa tổ chức được 3 cuộc và Hàm Yên tổ chức được 2 cuộc. Đưa tổng số 1.400 hộ nghèo đi tham quan hướng nghiệp, gắn kết giữa doanh nghiệp hợp tác xã tại các tỉnh. Tổ chức 3 cuộc đối thoại với hộ nghèo ở huyện Na Hang, Chiêm Hóa, góp phần nâng cao năng lực thực hiện chương trình. Để giúp các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tỉnh Tuyên Quang đã huy động các nguồn lực của nhà nước và toàn xã hội để hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở có nhu cầu làm mới và sửa chữa nhà. Qua rà soát, trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 5.000 hộ nghèo có nhu cầu làm mới và sửa chữa nhà ở. Để kịp thời hỗ trợ các hộ nghèo, các địa phương trong tỉnh đã huy động các nguồn lực của nhà nước và toàn xã hội để giúp hộ nghèo làm nhà, sửa nhà. Từ năm 2021 đến nay, đã thực hiện hỗ trợ cho trên 5.000 hộ nghèo và cận nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí thực hiện trên 300 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Riêng trong 9 tháng năm 2023, có 400 hộ được hỗ trợ làm nhà, sửa nhà với kinh phí trên 20 tỷ đồng. Tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các địa phương trong tỉnh sẽ mở ra cơ hội để lao động nông thôn nắm được các thông tin về thị trường lao động, từ đó có những định hướng nghề nghiệp phù hợp. Tỉnh đã đầu tư 457 triệu đồng để tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Trong 9 tháng năm 2023, đã có 11 phiên giao dịch việc làm được tổ chức tại các huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương, thu hút trên 6.000 người tham gia. Qua các phiên giao dịch việc làm, người lao động, đoàn viên, hội viên được tiếp cận với các doanh nghiệp, các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tìm hiểu thông tin về việc làm, được cung cấp đầy đủ thông tin về chỉ tiêu, ngành nghề tuyển dụng, đào tạo của đơn vị mình, để người lao động, học sinh, sinh viên tìm được việc làm, ngành học phù hợp với nguyện vọng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn giảm nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có trên 18.400 lao động được tạo việc làm mới, đạt gần 83% kế hoạch năm. Trong đó có 11.250 lao động làm việc tại các ngành kinh tế tại tỉnh, trên 6.400 lao động đi làm việc tại các khu cụm công nghiệp tại các tỉnh, thành phố trong cả nước và có trên 770 lao động tham gia xuất khẩu lao động. Trong số lao động được tạo việc làm mới, có 5.600 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nhiều giải pháp tạo việc làm cho lao động được tỉnh triển khai như tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín đến tuyển dụng lao động đi làm việc và xuất khẩu lao động. Khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế tạo việc làm tại chỗ để nâng cao thu nhập giảm nghèo trên địa bàn. Thực hiện chương trình đưa lao động Tuyên Quang đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu đưa 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài cho cả giai đoạn. Theo đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã liên kết với các doanh nghiệp để thông tin về thị trường tuyển dụng lao động tại nước ngoài tới người lao động, khảo sát nắm bắt nhu cầu việc làm tại thị trường các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan để kịp thời định hướng cho người lao động. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã đưa trên 1.800 lao động đi làm việc ở nước ngoài có hợp đồng, đạt trên 74% của cả giai đoạn. Một số huyện có tỷ lệ lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt cao, đó là Yên Sơn và Na Hang, với tỷ lệ đạt trên 150% kế hoạch.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh còn trên 40.500 hộ nghèo, chiếm gần 19%. Mục tiêu hết năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, một trong những giải pháp được tỉnh tập trung thực hiện đó là hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Toàn tỉnh có 9 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay, các cơ sở đã hỗ trợ đào tạo nghề cho trên 3.300 người thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đối tượng là người học nghề, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động có thu nhập thấp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, có huyện nghèo. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức và cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền về giảm nghèo, triển khai đồng bộ hiệu quả các chính sách của nhà nước, của tỉnh về giảm nghèo bền vững. Đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số chính là động lực để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Hai năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhiều công trình được triển khai đã mang lại niềm vui và cơ hội cho người dân vùng khó khăn. Những năm trước đây, thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương vào mùa mưa được ví như một ốc đảo bởi giao thông bị chia cắt. Nhờ có sự quan tâm của nhà nước, đầu tư xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, không còn nỗi lo khi mùa mưa bão đến. Việc vận chuyển hàng hóa giao thương cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Khi mà có đường, được có cầu nối liền giao thông đi lại giữa khu vực khu dân cư xóm 3 của thôn Ngãi Thắng với quốc lộ 37 thì thứ nhất là mấy chục hộ gia đình bên này là đường đi lại thuận tiện hơn, và cơ hội thứ hai là vào đường vào nơi sản xuất. Đấy là nhân dân cũng thuận lợi hơn. Nhân dân bán những cái nông sản được trồng trên cái đất rừng sản xuất thì thuận lợi hơn rất là nhiều và cũng mang lại niềm vui cho nhân dân. Giá trị về kinh tế là nâng lên cao rất nhiều đấy ạ. Từ năm 2022 đến nay, Tuyên Quang đã dành 255 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương để hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn để triển khai xây dựng 45 công trình cơ sở hạ tầng liên kết vùng thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất lưu thông hàng hóa trên địa bàn các huyện nghèo, hỗ trợ các địa bàn nghèo phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó có 9 công trình duy tu về giao thông và 36 công trình đầu tư, gồm 10 công trình giáo dục, 16 công trình giao thông, 6 công trình công cộng và 4 công trình nông lâm ngư nghiệp. Các cái tuyến đường bê tông sau khi được đưa vào sử dụng thì cũng đã góp vào, đầu tiên là cái diện mạo ở nông thôn là cũng có sự thay đổi rõ rệt. Đấy, đường xá rồi đường làng ngõ xóm cũng khang quang, sạch đẹp hơn. Đấy là về cái mặt xã hội. Còn về kinh tế thì cũng có những cái thay đổi rất là rõ nét. Đấy, giá trị hàng hóa cũng được nâng lên. Đấy, đặc biệt là các cái vùng mà sản xuất hàng hóa, vận chuyển hàng hóa giao thương là rất là thuận tiện. Việc thực hiện công trình kết cấu hạ tầng nông thôn với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Nhiều hộ đã tự nguyện hiến đất để làm đường, làm cầu trên đường giao thông nông thôn, tạo đà thúc đẩy kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương đã nỗ lực triển khai mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn đến các xã thị trấn trên địa bàn, giúp cho hàng nghìn hộ dân có điều kiện vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững, ghi nhận tại xã Bình Yên. Chăn nuôi trâu là hướng phát triển kinh tế của gia đình ông Dương Văn Luyến, thôn Khấu Lấu, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. Là hộ nghèo, được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho vay 50 triệu đồng, ông đã đầu tư chăn nuôi trâu. Hiện nay, ông tiếp tục tập trung chăn nuôi trâu để có việc làm, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình tôi thì cũng chăn nuôi thì nó cũng có nguồn thu nhập. Ngân hàng Chính sách cho chúng tôi vay thì vốn cho chúng tôi để làm ăn. Tôi sẽ tập trung chăn nuôi và thoát nghèo bền vững. Nhằm cung cấp nguồn vốn vay kịp thời cho các hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sơn Dương đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội xã Bình Yên củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn để làm tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hiện nay, dư nợ của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tại xã Bình Yên đạt trên 19 tỷ đồng cho gần 400 hộ gia đình vay vốn. Sau khi được tiếp cận các cái nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thì các hộ thực hiện rất là tốt, sử dụng đồng vốn là đảm bảo đúng mục đích và có cái hiệu quả kinh tế, tăng cái mức thu nhập bình quân đầu người, từng bước ổn định đời sống xã hội. Để công tác giảm nghèo mang lại hiệu quả bền vững, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương tích cực tuyên truyền các hộ dân chủ động phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định và xét duyệt cho vay, đồng thời kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần vào chương trình giảm nghèo của địa phương.
Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn là tiểu dự án nằm trong dự án 4 của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Năm 2023, dự án được triển khai tại Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang có quy mô đào tạo dạy nghề cho trên 800 học viên với 9 ngành nghề đào tạo, trong đó có nhiều ngành nghề đáp ứng chuẩn nghề quốc tế. Những năm qua, nhờ nâng cao chất lượng dạy nghề, đa dạng ngành nghề đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, mà 70% số học viên sau khi tốt nghiệp đã tìm được việc làm phù hợp. Nhờ đó mà nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đã lựa chọn trường để học nghề. Em đi học, chọn học nghề công nghệ ô tô vì sẽ có cơ hội việc làm cho tương lai hơn. Với mục tiêu phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, năm 2023, thông qua chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã đầu tư trên 6 tỷ 200 triệu đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển cho công tác quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án xây dựng công trình tại Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ Tuyên Quang, đầu tư trên 15 triệu đồng nguồn vốn sự nghiệp để tổ chức 34 lớp đào tạo nghề, thu hút trên 1.000 lao động tham gia. Trường Cao đẳng Nghề Tuyên Quang đang triển khai các cái bước hồ sơ về triển khai xây dựng nhà trường. Trong đó thì đặc biệt là công tác rà soát lại quỹ đất và phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban dân huyện thành phố và Ủy ban huyện Yên Sơn để triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng xây dựng. Và hiện nay thì đã cơ bản hoàn thành các cái bước này. Và tiếp theo đó thì chúng tôi điều chỉnh lại cái quy hoạch của khu trung tâm của nhà trường và hoàn thiện các cái bước hồ sơ để triển khai xây dựng bằng cái nguồn vốn này, làm sao đảm bảo theo đúng kế hoạch của tỉnh đã đề ra. Có sự đầu tư của chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững sẽ góp phần để nhà trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người lao động có thu nhập thấp, gắn kết giáo dục nghề nghiệp với việc làm bền vững cho người nghèo, tạo điều kiện để đối tượng được đào tạo nghề, phát triển sản xuất có việc làm ổn định để tăng thu nhập. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Chiêm Hóa vừa phối hợp với Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2023. Đây là lần đầu tiên huyện tổ chức phiên giao dịch việc làm thu hút đông đảo doanh nghiệp và người lao động tham gia. Phiên giao dịch việc làm được huyện Chiêm Hóa tổ chức có sự tham gia của 12 đơn vị doanh nghiệp, trường đại học cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Gần 500 người lao động, đoàn viên, hội viên của 3 xã Tân Mỹ, Hùng Mỹ và Xuân Quang đã có mặt tham gia. Tại phiên giao dịch, người lao động được tìm hiểu thông tin về những ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng, nắm bắt kịp thời nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Từ đó có những định hướng nghề nghiệp cho bản thân và có cơ hội tìm được việc làm phù hợp. Có cơ hội được đến với cái buổi phiên giao dịch việc làm ngày hôm nay thì cá nhân em cũng như là các bạn trẻ trong độ tuổi lao động thì cũng rất là mong là tìm kiếm được những cái cơ hội việc làm không chỉ là trong nước mà có thể là mình được mở rộng ra nước ngoài, mình được tìm kiếm những cơ hội có cái thu nhập cao hơn và trước hết là cải thiện cái cuộc sống của bản thân, của gia đình. Thì em thấy cái buổi tư vấn việc làm này cũng rất là bổ ích. Bên cạnh đó, người lao động còn được tư vấn, tuyên truyền và phổ biến về hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp. Các nội dung của đề án đưa người lao động Tuyên Quang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Việc tổ chức phiên giao dịch việc làm không chỉ tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Đây cũng chính là cơ hội tốt để lực lượng lao động tiếp cận với thị trường lao động, được cung cấp về thông tin thị trường lao động, để từ đó trang bị thêm cho mình những kỹ năng và kiến thức cơ bản cần thiết. Đến với phiên giao dịch việc làm huyện Chiêm Hóa ngày hôm nay, các doanh nghiệp để được tiếp cận với người lao động một cách là thuận lợi nhất và hỗ trợ được người lao động là những điều tốt đẹp nhất. Thông tin được đến người lao động về những cái chính sách hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách hỗ trợ được của phía huyện về hoạt lao động. Đến với phiên giao dịch việc làm ngày hôm nay thì là đăng ký là tuyển dụng và khoảng 40 lao động cho tất cả các ngành nghề là may mặc, rồi nông nghiệp, chế biến thực phẩm, chế biến thủy sản và các ngành xây dựng, cơ khí, v.v. Thông qua phiên giao dịch, các đơn vị liên quan nắm bắt rõ tình hình lao động việc làm trên địa bàn, có những định hướng nghề nghiệp sát với tình hình thực tế và đẩy mạnh liên kết, hợp tác, đưa lao động đi làm việc ở trong và ngoài nước.
xây dựng các kế hoạch hoạt động phù hợp để thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chuyên mục Tuyên Quang giảm nghèo bền vững đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.